Thông tin về những bất động sản giá trị của siêu sao bóng đá Lionel Messi như biệt thự ở Barcelona, villa nghỉ dưỡng ở Ibiza, Tây Ban Nha, dinh thự tại quê nhà Rosario, Argentina và căn hộ hạng sang ở Miami, Hoa Kỳ cùng hệ thống khách sạn mang thương hiệu Mim. Cùng thông tin bất động sản alo căn hộ sg.com tìm hiểu thông tin các bất động sản này nhé. Biệt thự của Lionel Messi tại Barcelona, Tây Ban Nha. Tại Barcelona, nơi Messi từng là vua trên sân cỏ và anh cũng sở hữu biệt thự tại khu Castelldefels dành cho giới siêu giàu. Biệt thự có tầm nhìn hướng biển và thuộc khu vực cấm bay. Villa của Messi cách sân Camp Nou khoảng 20 km. Biệt thự của Lionel Messi cách sân Camp Nou khoảng 20 km. Có bể bơi, phòng tập trong nhà, sân chơi, sân bóng nhỏ. Đồng đội thân thiết Luis Suarez là hàng xóm của anh. Không rõ Messi còn giữ bất động sản này hay đã bán khi chuyển sang Pháp thi đấu cho PSG từ hè 2021. Căn nhà được định giá 5,5 triệu bảng. Căn hộ của Leo Messi ở Miami, Mỹ. Năm 2020, siêu sao bóng đá Lionel Messi bỏ ra 5 triệu bảng mua một căn hộ cao cấp ở Miami, Mỹ. Khiến tin đồn anh sẽ khoác áo Inter Miami đội bóng của cựu tiền vệ David Beckham rộ lên. Căn hộ nằm ở Sunny Isles Beach với view biển tuyệt đẹp, cách bãi biển Miami hơn 10 km. Căn hộ nằm trong tòa nhà Porcher Design là tòa nhà chung cư cao cấp, có 132 căn hộ từ 2 đến 5 phòng ngủ được thiết kế vô cùng sang trọng. Giá bán căn hộ tại đây dao động từ 5-15 triệu đô la Mỹ căn tùy diện tích. Điểm độc đáo của tòa nhà là có thang máy dành cho ô tô. Khu dân đỗ xe vào khu vực và thang máy sẽ nâng ô tô lên tầng căn hộ. Căn hộ của Leo Messi có 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm, hầm rượu chứa hơn 1.000 chai. Ngoài một bể bơi riêng tư, căn hộ có lối vào dẫn tới 6 bể bơi khác trong khu phức hợp. Phòng spa, trung tâm fitness, phòng tập yoga và sân chơi trẻ em cùng quầy bar sâm canh cũng ở trong khu nhà. Có một đầu bếp riêng sẵn sàng phục vụ các cư dân trong khu phức hợp. Biệt thự Messi trên hòn đảo nghỉ dưỡng Ibiza, Tây Ban Nha. Lionel Messi mua biệt thự trên với giá 11 triệu đô la Mỹ. Bất động sản này rộng khoảng 16.000 m², trong đó có hồ bơi gần 100 m². Đảo Ibiza, Tây Ban Nha là nơi nghỉ dưỡng ưa thích của gia đình Lionel Messi và bạn bè. Luis Suarez và Cesc Fabregas thường đến nơi này vào mùa hè để tụ họp. Ngoài ra, siêu sao người Argentina Lionel Messi còn sở hữu nhiều bất động sản khác tại Tây Ban Nha. Trong số đó có 5 khách sạn, ở Cadiz, Sitges, Ibiza, Mallorca và Baqueira. Messi cũng có một khách sạn tại Andorra, đất nước tiếp giáp giữa xứ Catalonia và Pháp. Dinh thự, pháo đài của Messi tại quê nhà Argentina. Ở quê nhà Rosario, Lionel Messi chi 3 triệu bảng xây một cơ ngơi bề thế có tên pháo đài. Biệt thự được xây dựng trên 3 khu đất liền kề thuộc một dự án bất động sản cao cấp của giới nhà giàu nằm ở ngoại ô thành phố Rosario. Dinh thự của Messi có tới 25 phòng ngủ, một rạp chiếu phim, phòng tập gym, nhà để xe đủ sức chứa 15 chiếc ô tô, bể bơi, sân bóng đá và nhiều phòng chức năng, giải trí khác. Bố Messi được cho là người chịu trách nhiệm thiết kế căn nhà.